Hai trong số 17 nhà truyền giáo bị bắt cóc ở Haiti đã được trả tự do. Mức CO2 tăng cao, hòn đảo ở Ý sơ tán 250 cư dân. Ông Trump nhận cửu đẳng huyền đai Taekwondo. Pháo đài chứa vàng lớn nhất thế giới, hơn 6.000 tấn ẩn dưới đất. Mỹ, xe ô tô lao vào đoàn diễu hành Giáng sinh, khiến 5 người chết, hơn 40 người bị thương. Thượng nghị sĩ Blackburn, các vận động viên Mỹ tới Thế vận hội Bắc Kinh không hề an toàn. Nhiều công ty may mặc Nhật Bản ngừng sử dụng bông tân cương. Camera giám sát Trung Quốc được lắp đặt tại cơ quan chính phủ của Anh. Báo Thái, chàng trai 19 tuổi bị hói sau 2 liều Sinovac. Tại sao Triều Tiên được mệnh danh là quốc gia cô lập nhất thế giới? Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi mục tin thế giới tối ngày 22 tháng 11 của DKN TV. Hai trong số 17 nhà truyền giáo bị bắt cóc ở Haiti đã được trả tự do. Hôm qua, 21 tháng 11, tổ chức nhà thờ có trụ sở tại bang Ohio, Mỹ thông báo hai trong số 17 thành viên của nhóm truyền giáo bị bắt cóc hơn một tháng trước đã được trả tự do ở Haiti. Trong một tuyên bố, Bộ Viện trợ Cơ đốc giáo, một tổ chức truyền giáo toàn cầu ở tiểu bang Ohio cho biết họ không thể cung cấp tên và lý do hai người được trả tự do hoặc thông tin khác. Tuyên bố cho biết thêm, tuy vui mừng trước việc hai nhà truyền giáo được thả, bộ này vẫn quan ngại về 15 người còn đang bị giam giữ. Người phát ngôn của Cảnh sát Quốc gia Haiti cũng xác nhận với hãng thông tấn AP rằng hai con tin đã được thả vào ngày 21 tháng 11, theo giờ địa phương. 17 nhà truyền giáo, gồm 16 công dân Mỹ và một người Canada, bị băng đảng có tên gọi là 400 Mawojo bắt cóc ngày 16 tháng 10 vừa qua. Trong nhóm có 5 trẻ em và đáng chú ý, có một trẻ mới 8 tháng tuổi. Theo một tổ chức nhân quyền địa phương, lái xe người Haiti của nhóm truyền giáo cũng bị bắt cóc. Thủ lĩnh của băng đảng 400, Mawojo, đe dọa sẽ giết các con tin trừ khi yêu cầu của hắn được đáp ứng. Chính quyền Haiti cho biết băng đảng này đang đòi 1 triệu USD tiền chuộc cho mỗi người, dù hiện không nói rõ có bao gồm trẻ em trong nhóm hay không. Vụ phóng thích diễn ra trong bối cảnh Haiti phải đương đầu với tình trạng gia tăng bạo lực liên quan đến băng đảng và bắt cóc. Mới đây, chính quyền Tổng thống Joe Biden đã thúc giục công dân Mỹ rời khỏi Haiti trong bối cảnh tình trạng mất an ninh và thiếu nhiên liệu ngày càng trầm trọng do các băng nhóm chặn các trạm phân phối khí đốt. Ngày 19 tháng 11, Canada cũng đã thông báo rút tất cả viên chức ngoại giao khỏi đại sứ quán nước này ở thủ đô Port-au-Prince, trừ những nhân viên thiết yếu. Trong khi đó, tình trạng thiếu nhiên liệu tại Haiti đã dẫn đến giao thông công cộng tê liệt, một số trường học phải đóng cửa và các doanh nghiệp phải rút ngắn giờ làm việc. Mức CO2 tăng cao, hòn đảo ở Ý sơ tán 250 cư dân. Phần lớn trong số 250 cư dân thường trú tại một hòn đảo núi lửa ở Ý đã được yêu cầu sơ tán sau khi mức độ carbon dioxide trong không khí tăng cao, gây ra các vấn đề về hô hấp cho người dân và vật nuôi. Theo Viện Vật lý Địa cầu và Núi lửa Quốc gia Ý, mức độ carbon dioxide xung quanh đảo núi lửa Vulcano thuộc quần đảo Aeolian ngoài khơi bờ biển phía bắc Sicily đã tăng từ 80 tấn lên 480 tấn. Mức khí bắt đầu tăng đáng kể vào ngày 21 tháng 10 khi cư dân báo cáo các vấn đề về sức khỏe và khó thở của động vật nuôi do chúng thường bị ảnh hưởng bởi lượng khí oxy giảm trước con người. Macro Giorgiani, thị trưởng của Lipari, khu vực bao gồm tất cả 7 hòn đảo trong quần đảo Aeolian, đã ký một sắc lệnh yêu cầu sơ tán khu vực cảng và chỉ định một khu vực đỏ. Tại khu vực này, những người không phải là nghiên cứu viên hoặc không phải quan chức bảo vệ dân sự sẽ không được phép cư trú. Trong khu vực vàng, người dân có thể ở lại nhưng họ sẽ phải ở các tầng trên của ngôi nhà. Sắc lệnh cũng cấm tất cả các khách du lịch đến hòn đảo trong vòng một tháng. Trong một thông báo trên Facebook hôm Chủ nhật, ông Marco giải thích rằng việc người dân được yêu cầu sơ tán không phải là vì mối đe dọa về phun trào núi lửa mà do sự nguy hiểm của phát thải khí. Ông nói rằng các nhà chức trách đã theo dõi lượng khí thải trong tháng trước và chúng đã tăng lên đến mức có thể gây nguy hiểm cho con người, đặc biệt là vào ban đêm khi họ đang ngủ. Theo sắc lệnh, người dân sẽ được trợ cấp hàng tháng 400 euro cho mỗi hộ gia đình một người, 500 euro cho hộ gia đình 2 người, 700 euro cho hộ gia đình 3 người và 800 euro cho các hộ gia đình có 4 người để bù đắp chi phí tìm chỗ ở thay thế.
Ngọn núi lửa trên hòn đảo Vulcano phun trào lần cuối vào ngày 22 tháng 3 năm 1890. Ông Trump nhận cựu đẳng huyền đai Taekwondo. Ông Trump được Tổng hành dinh Taekwondo Thế giới trao chứng nhận danh dự cựu đẳng huyền đai, cấp cao nhất có thể được trao cho võ sư chuyên nghiệp. Lễ trao đai đen Taekwondo cựu đẳng danh dự diễn ra tại nhà riêng của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump ở khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago, Florida. Cuối tuần trước, với sự có mặt của Chủ tịch Tổng hành dinh Taekwondo Thế giới Lee Tung Seop và nhiều thành viên của tổ chức này, hình ảnh được công bố trong sự kiện cho thấy cựu Tổng thống Mỹ mặc võ phục và đai đen, đồng thời nhận bằng chứng nhận cựu đẳng huyền đai từ Chủ tịch Kuk Kyoon. Ông Trump nói, "Tôi rất vinh dự và vui mừng khi được trao chứng nhận danh dự này. Taekwondo là môn võ tuyệt vời để bảo vệ bản thân trong thời kỳ này." Cựu Tổng thống còn nói sẽ mặc võ phục Taekwondo đến tòa nhà Quốc hội Mỹ nếu trở lại tòa Bạch Ốc trong tương lai. Ông Lee nói, "Tôi được biết ông Donald Trump rất hứng thú với môn Taekwondo." Tổng hành dinh Taekwondo Thế giới là tổ chức được chính phủ Hàn Quốc thành lập năm 1973, phụ trách về hoạt động Taekwondo trên toàn thế giới. Để được thi lên đai đen cựu đẳng, các võ sư Taekwondo phải có ít nhất 9 năm mang đai đen bát đẳng. Khi đủ điều kiện thi, các võ sư phải làm bài luận dài ít nhất 10 trang A4 và biểu diễn bài quyền bắt buộc. Tuy nhiên, Tổng hành dinh Taekwondo Thế giới có thể trao đai đen cựu đẳng danh dự cho các quan chức và chính khách nước ngoài. Pháo đài chứa vàng lớn nhất thế giới hơn 6.000 tấn ẩn dưới đất. Cách phố Wall ở thành phố New York, Mỹ không xa là kho vàng lớn nhất thế giới được đặt dưới lòng đất ở độ sâu gần 25 mét với trữ lượng hơn 6.000 tấn, có tổng giá trị hàng trăm tỷ USD. Nơi này được truyền thông thế giới mô tả như một pháo đài nằm tại số 33 đường Liberty trong khu tài chính. Kho vàng nằm dưới tầng hầm của tòa nhà văn phòng chính ở Manhattan. Công trình này được thiết lập trong quá trình xây dựng tòa nhà vào đầu những năm 1920. Phần lớn số vàng trong kho được chuyển vào giai đoạn trong và sau Thế chiến thứ hai do nhiều quốc gia muốn cất giữ lượng vàng dự trữ của họ tại vị trí an toàn. Lúc cao điểm, kho chứa hơn 12.000 tấn vàng. Nhưng từ thời điểm đó, hoạt động gửi và rút vàng chậm lại, có sự sụt giảm dần dần, nhưng vẫn ổn định về lượng nắm giữ tổng thể. Tới hiện tại, đây vẫn là kho lưu trữ vàng lớn nhất thế giới. Theo số liệu năm 2019, kho vàng 3 tầng chứa gần 500.000 thỏi vàng với tổng trọng lượng khoảng 6.200 tấn. Căn hầm này có thể chịu được trọng lượng nặng như vậy bởi nó nằm trên nền đá của Manhattan, thấp hơn 24 mét so với mặt đường và 15 mét so với mực nước biển. Điểm thú vị ở chỗ, số vàng này không hoàn toàn thuộc về chính phủ Mỹ. Đây còn là tài sản của 36 chính phủ nước ngoài, ngân hàng trung ương quốc gia khác và các tổ chức quốc tế chính thức. Không cá nhân hoặc tổ chức tư nhân nào được phép cất giữ vàng tại kho. Chỉ có một cách duy nhất để vào hầm, đó là cánh cửa thép nặng 90 tấn quay theo chuyển động hình trụ để mở lối vào. Khi bất cứ ngăn nào bên trong kho vàng được mở ra, luôn có sự xuất hiện của ít nhất 3 nhân viên Cục Dự trữ Liên bang Mỹ nhằm đảm bảo số vàng được an toàn. Bên trong kho có 122 khoang chứa vàng, mỗi khoang thuộc về một tài khoản. Trước khi nhập kho, từng thỏi vàng được cân và kiểm tra độ tinh khiết để lưu giữ hồ sơ. Bước này rất quan trọng vì Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ trả lại các thanh vàng mà chủ tài khoản đã gửi trước đó nếu họ muốn rút. Dù các tài khoản được cất giữ vàng miễn phí ở đây, nhưng phải trả phí để nhân viên Cục Dự trữ Liên bang Mỹ di chuyển các thỏi vàng. Hiện nay, kho vàng này đã mở cửa đón khách tới tham quan. Khi vào tòa nhà, du khách phải trải qua quá trình kiểm tra an ninh rất nghiêm ngặt để các vật dụng cá nhân bên ngoài, đồng thời không được phép chụp ảnh bên trong. Các nhân viên an ninh tại đây đều được trang bị vũ khí. Tính đến nay, chưa vụ đột nhập cướp vàng nào xảy ra thành công. Mỹ, xe ô tô lao vào đoàn diễu hành Giáng sinh, khiến 5 người chết, hơn 40 người bị thương. Theo các nhân chứng, một chiếc xe thuộc dòng thể thao đa dụng SUV màu đỏ đã lao với tốc độ khoảng 62 km/h vào đoàn người diễu hành ở thành phố Waukesha, tiểu bang Wisconsin vào chiều 21 tháng 11. Cuối ngày Chủ nhật giờ địa phương, thành phố Waukesha đã đăng thông tin trên mạng xã hội và thông báo họ có thể xác nhận ít nhất 5 người chết và hơn 40 người bị thương vì vụ việc, đồng thời lưu ý rằng họ vẫn đang thu thập thông tin. Cảnh sát trưởng Waukesha Daniel Thompson cho biết, những người bị thương đã được đưa tới bệnh viện. Vị cảnh sát cho biết,
Một kẻ tình nghi đã bị bắt giữ nhưng không cho biết thêm về kẻ tình nghi cũng như động cơ gây án. Kelly Staro, thực tập sinh của tờ báo địa phương cho biết, khoảng 20 đến 30 phút sau khi cuộc diễu hành bắt đầu, chiếc SUV đỏ lao xuống phố, có nhiều tiếng la hét. Lúc đầu chúng tôi còn nghĩ rằng đó có thể là ông già Noel, nhưng hóa ra có một chiếc xe ô tô lao vào đám đông. Kể về những người bị thương ở hiện trường, nhân chứng Kelly cho biết, ngay đằng trước chỗ tôi ngồi có 4 người ngã xuống và bất động. Sau đó mọi người đã xúm lại để xem họ thế nào. Đoạn video được đăng tải trên Facebook thành phố cho thấy chiếc ô tô lao nhanh dọc theo đám diễu hành. Tiếp sau đó là cảnh xe cảnh sát chạy tới hiện trường. Thượng nghị sĩ bang Wisconsin Tammy Baldwin bày tỏ trên Twitter: "Bạo lực tại đám diễu hành Giáng sinh thành phố Waukesha thật đáng sợ. Hãy cầu nguyện cho các nạn nhân đêm nay." Ông Paul Farrow, người đứng đầu thành phố Waukesha cho biết thêm, giới chức vẫn đang điều tra sự việc. Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Martha Blackburn bày tỏ lo ngại rằng các vận động viên Hoa Kỳ đến Trung Quốc để tham dự Thế vận hội Bắc Kinh sắp tới sẽ không an toàn. Bà Blackburn xuất hiện trên Fox News hôm Chủ nhật và nói rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc chẳng mang đến giá trị gì cho cuộc sống. Nếu các vị không xác định được ranh giới thì họ sẽ khiến các vị biến mất. Và đây là lý do tại sao chúng tôi cho rằng các vận động viên của chúng ta đến tham gia Thế vận hội ở Bắc Kinh không hề an toàn. Tình trạng dường như đang diễn ra thường xuyên hơn. Vậy tại sao Ủy ban Olympic Hoa Kỳ lại đưa các vận động viên của chúng ta vào môi trường kiểu này? Thượng nghị sĩ đề cập đến câu chuyện của ngôi sao quần vợt Bành Soái, một đề tài thu hút sự quan tâm của quốc tế trong thời gian gần đây. Nữ ngôi sao quần vợt của Trung Quốc vào năm 2013 đã giành chức vô địch Grand Slam đôi nữ cùng với tay vợt Tạ Thục Vi. Tối 2 tháng 11, cô đã đăng một bài dài hơn 1.000 chữ trên tài khoản Weibo, được xác minh bằng tên thật của cô. Bài viết tố cáo ông cựu phó thủ tướng Trương Cao Lệ xâm hại tình dục, đã nhiều lần thực hiện hành vi không đúng mực, và vợ của ông Trương Cao Lệ là bà Khang Khiết cũng biết. Sau vụ việc náo loạn này, Bành Soái đã biến mất và cộng đồng quần vợt toàn cầu lo lắng cho vấn đề an toàn cá nhân của cô. Thượng nghị sĩ Blackburn cũng kêu gọi chính quyền Biden có lập trường cứng rắn hơn đối với Trung Quốc khi mà chế độ Đảng Cộng sản Trung Quốc ngày càng thể hiện rằng họ không sợ Tổng thống Mỹ. Bà nói, những gì chúng ta biết là Trung Quốc không sợ ông Joe Biden. Họ không sợ chính quyền này. Giờ đây họ hung hăng hơn bao giờ hết. Các công ty công nghệ Mỹ và các công ty Mỹ đang bắt đầu rút lui khỏi Trung Quốc. Gần đây, chúng ta đã thấy Yahoo và Fortnite đã rời đi. Các công ty khác của chúng ta cũng đang tìm kiếm các địa điểm khác để sản xuất chuỗi cung ứng quan trọng. Chính vì sự lạm dụng quyền sở hữu trí tuệ từ Trung Quốc cũng như một số chính sách thương mại của họ. Nhiều công ty may mặc Nhật Bản ngừng sử dụng bông Tân Cương. Trang Nikkei đưa tin, các nhà sản xuất quần áo Nhật Bản đang tẩy chay bông ở Tân Cương, Trung Quốc, trong bối cảnh các báo cáo về tình trạng lao động cưỡng bức và vi phạm nhân quyền gia tăng trong khu vực. Nối tiếp, Mizuno, một công ty sản xuất thiết bị và quần áo thể thao lớn, các nhà sản xuất quần áo khác của Nhật Bản, trong đó có Sanyo Sokai và TSI Holding, đã quyết định ngừng sử dụng bông Tân Cương. Động thái của các công ty có tên tuổi ở Nhật Bản có thể tạo ra hiệu ứng cho toàn bộ chuỗi cung ứng dệt may. Sanyo Sokai sẽ ngừng sử dụng bông Tân Cương bắt đầu từ mùa hè năm 2022. Chủ tịch Shinji Ue của Sanyo Sokai nói với Nikkei rằng công ty đã thu thập thông tin về các vấn đề nhân quyền ở Tân Cương, nhưng chưa thể xác minh sự thật, ông Shinji nói. Chừng nào còn nghi ngờ, chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc ngừng sử dụng bông Tân Cương. TSI, công ty đã có rất nhiều thương hiệu may mặc đã biết rằng bông có nguồn gốc từ Tân Cương đã được sử dụng trong một số sản phẩm của mình. Tuy nhiên, công ty đã loại bỏ bông Tân Cương khỏi các sản phẩm thu đông năm nay. Chủ tịch của TSI Tetsuyoshi Shimochi cho biết, chúng tôi sẽ không sử dụng bông Tân Cương cho đến khi các vấn đề nhân quyền được giải quyết. Công ty Kinh với thương hiệu quần áo phụ nữ Pinora cũng đã tẩy chay bông Tân Cương. Gucci, một nhà sản xuất đồ lót lớn, cũng đã ngừng nhập bông từ Tân Cương. Quyết định tẩy chay bông Tân Cương rất khó khăn đối với các nhà sản xuất vì họ phải đối mặt với những thách thức đối với việc quản lý chuỗi cung ứng và phát triển sản phẩm. Nhưng các công ty của Nhật Bản buộc phải làm như vậy trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng phản ứng dữ dội về thông tin người Duy Ngô Nhĩ đang sử dụng cưỡng bức lao động ở khu Tân Cương, Trung Quốc. Trung Quốc là nước trồng bông lớn thứ hai thế giới, trong đó Tân Cương chiếm 80% đến 90% sản lượng bông của cả nước. Nhiều nhà điều hành ngành cho rằng không thể loại bỏ hoàn toàn chuỗi bông Tân Cương khỏi chuỗi cung ứng toàn cầu. Một số nhà sản xuất quần áo Nhật Bản, bao gồm cả nhà sản xuất đồ lót phụ nữ Chanel, đang giảm sử dụng số lượng bông Tân Cương. Camera giám sát Trung Quốc được lắp đặt tại cơ quan chính phủ của Anh.
Giới chức cấp cao của Bộ Nội vụ Anh đã phát hiện có thiết bị giám sát Trung Quốc gây lo ngại về an ninh tại trụ sở chính ở London. Thiết bị này do một công ty Trung Quốc nhạy cảm sản xuất, đó là công ty Đại Hoa. Theo Daily Mail, những chiếc camera đặt ở sảnh chính của tòa nhà trên phố Masam hiện đang thay thế bởi loại camera có nguồn gốc từ công ty Trung Quốc. Loại camera này do công ty Đại Hoa, một phần thuộc sở hữu nhà nước Trung Quốc sản xuất. Công ty này đã bị chính quyền Mỹ đưa vào danh sách đen và không được phép bán sản phẩm cho các cơ quan của chính quyền Mỹ. Lệnh cấm đó vào năm 2019 cũng áp dụng cho một công ty thiết bị giám sát khác của Trung Quốc là công ty Hilversum. Phát hiện này của Bộ Nội vụ Anh diễn ra sau khi chính phủ không thông qua đề xuất của giới lập pháp cấm các công ty trên của Trung Quốc. Tuần trước, một quy định được sửa đổi liên quan đến vấn đề camera giám sát đã được trình lên Quốc hội Anh, nhưng quy định đó bỏ qua vấn đề nhân quyền để ngăn chặn việc mua thiết bị từ các công ty liên quan đến vi phạm nhân quyền. Thị sĩ Tom Tugendhat thuộc Đảng Bảo thủ là Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại cho biết, tôi không cảm thấy việc tiếp tục sử dụng camera của công ty Hilversum trong các cơ quan công cộng là vì lợi ích của Anh. Chúng tôi có bằng chứng đáng tin cậy rằng camera của Hilversum được lắp đặt trong một trại tạm giam ở Tân Cương. Vì camera quan sát đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống của chúng ta, cho nên chúng ta không nên dựa vào một công ty nhờ hậu thuẫn của một nhà cầm quyền độc tài. Truyền thông cho hay, công nghệ của công ty Đại Hoa và Hilversum đã được sử dụng để trấn áp người Duy Ngô Nhĩ theo đạo Hồi ở Trung Quốc. Giới chức trách Mỹ cũng lo ngại rằng hai công ty này gây nguy cơ an ninh quốc gia vì họ có liên hệ với nhà cầm quyền Trung Quốc. Chàng trai 19 tuổi bị hói sau hai liều Sinovac. Tờ Daily News của Thái Lan đưa tin hôm 17 tháng 11. Basin Seliung, một thanh niên 19 tuổi, chia sẻ rằng anh đã tiêm hai liều vaccine Sinovac tại tỉnh Pham Nga, Thái Lan. Khi tiêm liều đầu tiên, người thanh niên không có phản ứng phụ, nhưng sau liều tiêm thứ hai khoảng 3 ngày, chỉ tóc trên đầu anh bắt đầu rụng rất nhiều. Ngay khi chạm tay vào tóc, tóc cũng sẽ bị rụng. Bây giờ chàng thanh niên 19 tuổi đã gần như bị hói. Sau khi Basin đến bệnh viện để điều trị, bác sĩ nói rằng đó có thể là phản ứng phụ của vaccine và thân thể xuất hiện suy giảm miễn dịch ở phương diện nào đó nên gây ra rụng tóc. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có giải pháp nào cho trường hợp của Basin và chỉ có thể dựa vào chế độ ăn uống và nghỉ ngơi đầy đủ. Sau khi Basin đăng tải câu chuyện của mình lên Facebook đã khiến dân mạng sôi nổi bàn luận. Vì Basin là trường hợp đầu tiên bị rụng tóc sau khi tiêm vaccine ở Thái Lan. Hiện Basin đã yêu cầu cơ quan chức năng bồi thường nhưng không rõ sự việc sẽ diễn biến như thế nào. Mặc dù chưa khẳng định được mối quan hệ giữa rụng tóc và vaccine, nhưng trên thế giới đã có nhiều trường hợp rụng tóc sau khi tiêm vaccine COVID-19. Đặc biệt ở Hàn Quốc đã có 240 trường hợp tương tự. Trong đó, nữ cao gấp nam 2,5 lần. Cũng có những nam thanh niên ở Nhật gần như bị hói hoàn toàn sau khi tiêm vaccine Moderna. Phóng viên Videomaker Berry đã viết một bài báo trên tờ Weon để phân tích vì sao Triều Tiên được mệnh danh là quốc gia cô lập nhất thế giới và giúp độc giả hiểu thêm về quốc gia này. Triều Tiên là quốc gia cô lập và bí mật nhất trên thế giới. Người dân sống ở quốc gia này cần xin phép để được nuôi thú cưng, mặc đồ denim, để tóc dài và thậm chí tắm nước nóng. Năm 2020, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã ra lệnh cấm người dân nuôi thú cưng để đảm bảo các nhà hàng có đủ thịt. Đất nước này là sự pha trộn, lẫn lộn của nho giáo, chủ nghĩa cộng sản, chế độ độc tài, chuyên chế và quân chủ. Quốc gia Đông Nam Á này có chung ranh giới với Trung Quốc và Nga. Mặc dù là một trong những quốc gia nghèo nhất trên thế giới, nhưng một phần lớn tài nguyên của Triều Tiên được sử dụng để phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo. Theo một báo cáo của Chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hợp Quốc, 10 triệu người sống ở Triều Tiên bị suy dinh dưỡng và đất nước này có tổng dân số là 25 triệu người. Trong khi đại đa số người dân Triều Tiên phải vặt đầu cá, vá đầu tôm, thì Kim Jong Un đã chi tới 3,5 triệu USD cho công việc giặt là của ông ta. Kim cũng sở hữu một chiếc du thuyền sang trọng trị giá 8 triệu đô la và một đội xe 100 chiếc Mercedes-Benz trị giá 11,7 triệu đô la. Trong khi đó, GDP của Triều Tiên được xếp hạng thứ 208 trên thế giới. Chỉ trên đất nước Rwanda, nghèo đói nằm ở phía đông châu Phi. Hệ thống chỉ tiêu sản xuất và các chính sách kiểm soát giá của chính phủ là mối đe dọa hiện hữu đối với phúc lợi xã hội trong nước. Triều Tiên không phải là nơi an toàn cho chính người dân nước này vì sự cai trị tàn bạo của chính quyền và việc chính quyền vi phạm các quyền công dân. Các biện pháp trừng phạt của nhiều nước lớn và Liên Hợp Quốc là nguyên nhân chính dẫn đến sự thù địch về kinh tế và đối ngoại của nước này. Từ quan điểm du lịch, Triều Tiên là một quốc gia bị cô lập,
Hoa Kỳ xếp Triều Tiên vào hạng bét trong số những quốc gia nên đến thăm. Ngoài ra, hàng nghìn người ở Triều Tiên bị bỏ tù và đưa đến các trại lao động vì họ bất đồng chính kiến với chính phủ. Triều Tiên không tự chủ được sản xuất lương thực vì thiếu đa dạng hóa sản phẩm và công nghệ cũ. Cơ sở hạ tầng yếu kém của đất nước này đã cô lập Triều Tiên khỏi tất cả các đối thủ cạnh tranh toàn cầu và thế giới đương đại. Triều Tiên phải nhập khẩu xe buýt và máy bay từ Nga, ô tô từ Nhật Bản, xe buýt từ Đức và điện thoại từ Trung Quốc. Hiệp ước Portsmouth năm 1905 đã công nhận Nhật Bản là nước bảo hộ của Hàn Quốc. Nhưng khi Chiến tranh Thế giới thứ hai kết thúc vào năm 1945, bán đảo Triều Tiên bị chia nó thành hai khu gọi là Bắc và Nam Triều Tiên dọc theo vĩ tuyến 38. Trong khi miền Bắc thân Liên Xô thì miền Nam thân Mỹ, nhà độc tài đầu tiên của Triều Tiên là Kim Il-sung. Ông ta đã áp dụng phương châm tư tưởng chủ thể trước chiến tranh Triều Tiên. Tư tưởng này gợi ý rằng con người làm chủ vận mệnh của chính mình và chỉ cần dân tộc mạnh lên, tự lực tự cường thì mới có thể đạt được chủ nghĩa xã hội. Kế vị ông là con trai mình, ông Kim Jong-il và cháu nội Kim Jong-un. Việc Kim Jong-il thay đổi chính sách từ tư tưởng chủ thể sang quân đội trên hết càng khiến những người dân bình thường sống trong nước bị chính quyền bỏ bê. Vào những năm 1990, một nạn đói đã xảy ra ở nước này khiến 3 triệu người chết. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Triều Tiên đã từ chối mọi viện trợ nước ngoài. Triều Tiên rút khỏi Hiệp ước Không Phổ biến Vũ khí Hạt nhân, NPT. Quốc gia này đã tiến hành vụ thử hạt nhân dưới lòng đất đầu tiên vào năm 2006. 5 năm sau, Kim Jong-il qua đời vì một cơn đau tim giống như cha mình. Và Kim Jong-un là nhà độc tài hiện tại của Triều Tiên. Từ năm 2016 đến 2018, Triều Tiên đã tiến hành 3 vụ thử hạt nhân và 30 vụ phóng tên lửa ngắn và dài cùng với một vụ phóng tên lửa xuyên lục địa. Với lịch sử 74 năm cai trị của ba nhà độc tài, đất nước này đang bị cô lập hơn bao giờ hết. Thưa quý vị có thể đăng ký email để nhận thông báo về các bản tin quan trọng hàng ngày của DKN News. Quý vị cũng có thể theo dõi kênh DKN News trên Snapchat, một mạng xã hội bảo mật và tôn trọng người dùng. Thưa quý vị, mục tin thế giới tối của DKN TV đến đây tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.